Lê Tùng Vân sẽ đối diện với mức án nào với 3 tội danh? Người phạm tội 70 tuổi trở lên có được xem là tình tiết giảm nhẹ. Với 3 tội danh, Lê Tùng Vân có thể phải đối diện với mức án chung thân. Trường hợp thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường, thuộc trường hợp là người phạm tội đủ 70 tuổi trở lên sẽ là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Mới đây, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là ông Lê Tùng Vân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân. Về các tình tiết pháp lý trong vụ án trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với người vi phạm là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, bởi sự việc đã gây bức xúc dư luận thời gian qua. Một trong những tội danh bị can Lê Tùng Vân bị khởi tố là tội loạn luân gây phẫn nộ trong dư luận. Theo luật sư Cường, tội loạn luân là hành vi giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Người phạm tội là người biết rõ mối quan hệ nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu. Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ độ tuổi của những người có cùng dòng máu trực hệ hoặc anh chị em ruột quan hệ tình dục với nhau như thế nào. Việc quan hệ tình dục có tự nguyện hay không để xác định tình tiết loạn luân là định tội danh hay chỉ là tình tiết định khung hình phạt. Yếu tố cùng dòng máu trực hệ là một trong những căn cứ để xác định tội danh về tội loạn luân. Khoản 17 điều 3 luật hôn nhân gia đình 2014 quy định, những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Trường hợp những người thực hiện hành vi quan hệ tình dục đã đủ 16 tuổi, thì người vi phạm sẽ phải đối diện với khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù theo điều 184. Trường hợp hành vi quan hệ tình dục với người đủ 13 tuổi đến 16 tuổi mà có tính chất loạn luân thì sẽ xử lý hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất loạn luân nên hình phạt sẽ ở khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Ngoài tội loạn luân, Lê Tùng Vân còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Theo luật sư Cường, hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra các thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà số tiền nhận từ thiện là 500 triệu đồng trở lên thì mức hình phạt thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là tù chung thân. Với người chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, không thành khẩn ăn năn thì sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc. Với trường hợp giúp sức, xúi dục, vai trò thứ yếu sẽ là mức án thấp nhất. Hoạt động tội phạm không chỉ diễn ra cho một người thực hiện mà có thể là cả một nhóm người. Thậm chí phạm tội có tổ chức nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của những người cùng sinh sống ở đây để giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra trong quá trình điều tra, nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là người phạm tội đủ 70 tuổi trở lên thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân. Tuy nhiên, pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Trường hợp gian dối để chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tùy thuộc vào từng hành vi và hậu quả cụ thể. Trường hợp lợi dụng tôn giáo để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức cá nhân thì sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Trường hợp hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Với tội danh này, người phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 7 năm tù. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, trường hợp khi bị kết án về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc. Nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân, thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Nếu hình phạt cao nhất chỉ là tù có thời hạn, thì tổng hợp hình phạt sẽ không quá 30 năm tù. Ngoài hình phạt tù chung thân hoặc tù có thời hạn thì những người phạm tội danh này sẽ phải bồi thường thiệt hại, phải trả lại tiền đã chiếm đoạt cho nạn nhân trong hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện đã diễn ra trước đó.